Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đánh Đa. Trong video chia sẻ hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em tham gia chương trình group của dự án Merlin Swap. Dự án Merlin Swap là một dự án xây dựng trên nền tảng Mainnet của Merlin. Tham gia vào dự án group hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Chúng ta sẽ mở luôn trực tiếp sàn ra. Ta sẽ tiến hành các bước để các bạn có thể tích hợp mạng Merlin ở trên ví chúng ta. Ta sẽ switch network một phát chuyển mạng luôn, không cần phải tích hợp qua bất cứ một cái tool nào hết. Rồi ở đây thì chúng ta mở trên ví MetaMask. Ở đây thì các bạn sẽ cần phải có một cái rất là đặc biệt, đó là Bitcoin. Con này trả phí bằng Bitcoin, nhưng mà chắc chắn anh em sẽ thắc mắc bây giờ rút Bitcoin rút đâu ra. Chính bản thân mình cũng đã phải đi tìm. Kèo này, Adobe này thì thực ra có 200 suất slot random thôi, giá trị khoảng 32 đô. Nhưng mà bởi vì là kèo này nó hơi khó, mình mới làm video cho anh em. Thì cái này rất là dễ, anh em sẽ dùng tính năng cầu nối ở trên OKS Wallet. Các bạn chuyển từ mạng ARB sang đây mình sẽ dùng cái ứng dụng ví MetaMask của mình. Và dĩ nhiên là mình sẽ cần phải chuyển sang, không phải, mình sẽ chuyển sang 0.16 đây. 0.16 thì nó tương đương, cái này thì chắc là chuyển sang 0.02. Sau thì nếu mình cầu ngược lại thì chắc là ổn nhỉ, 64 thì ổn đấy. Lại mình sẽ hoán đổi trên nhiều chuỗi khác nhau. Chuyển mạng này. Rồi chúng ta cập nhật giá nhé. Nó bị hao mất 2 đô đấy anh em ạ, hao mất 2 đô. Kèo này thì không dễ làm đâu. Xa cho anh em để anh em chơi thôi, chứ còn thực ra cái này cũng mình cũng hứng thú lắm. Rồi chúng ta sẽ chuyển đến W Bitcoin của mạng Bitrum, sau đó từ W Bitcoin mạng Bitrum ta sẽ chuyển đến Merlin. Các bạn đang sử dụng tính năng cầu nối của OKS Wallet, đây là một cái cầu nối cực kỳ tốt luôn và rất là hay, nó sẽ đảm bảo rất là tốt cho tài sản của các bạn. Ở đây là dự kiến là hết khoảng 10 phút để chúng ta hoàn thành nhé. Quá trình cầu là khá lâu anh em nhé, chắc nó phải đủ 10 phút nó mới cầu xong, anh em chịu khó chờ. Rồi cuối cùng thì cầu của mình thì cũng đã tới nhé. Và lúc này đây thì anh em thấy số dư ở trên ví đây, ta chuyển sang mạng Merlin thì rõ thôi. Rồi ok. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ sang phía bên này, các bạn sẽ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta swap, chúng ta kết nối ví MetaMask chúng ta vào. May quá. Sorry anh em, không phải ở bên này. Mình bị nhầm. Nó là bên kia cơ. Chờ một chút nhé. Kết nối nhầm sàn. Kia nó cũng có một cái cầu, nhưng mà cầu này nhìn thấy chữ online là không uy tín thôi. Sorry anh em một tí. Đây chúng ta sẽ làm ở bên cái này. Đây chúng ta sẽ swap ở đây nhé. Các bạn sẽ swap, nhiệm vụ chúng ta swap sang Merlin đúng không? Từ MBUSD. Đây Bitcoin này, từ Bitcoin này đến MP đúng không? Thì ở đây nó có ghi cho chúng ta rất là rõ này. Nó ghi rất là rõ ở trong đây, đây là cái nội dung Aerobe. Thì anh em sẽ swap 50 đô MP đến một số các cái pool ở trên Merlin Swap. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ta swap khoảng 50 đô nhé. Bao nhiêu là đủ cho con số 50 đô đây? Thì đây mình sẽ swap là 0.007, không biết là đủ 50 đô chứ 0.007. Đủ chưa? 48 đô vẫn chưa đủ. Này thì chắc là 76. Rồi, chưa làm ít thì hy vọng là đủ. Swap nào. Xác nhận nhé. Ta chuyển từ mạng chúng ta chuyển từ Bitcoin sang MP Merlin token dự án này. Rồi nhé. Rồi swap thành công rồi. Phí thì không hết nhiều đâu, nhưng mà quan trọng là ta có swap được không thôi. Ta sẽ chuyển từ Merlin mà chúng ta sẽ đến với một số các cái đồng coin khác. Ví dụ như mình lấy ví dụ như là USDT, cũng là một cái ví dụ rất là điển hình. Đấy, ta sẽ chuyển cỡ swap sang USDT. Swap sang MUSDT được khá nhiều. Chúng ta sẽ
cấp hạn mức chi tiêu với MP. Rồi nhé. Rồi chúng ta sẽ swap từ MP mà sang MUSDT. Sẽ mất một khoản phí nhé. Rồi mình sẽ xem cho là cái phí nó hết nhiều không. Molly Chain. Hơi lâu nhỉ. Rồi ok. Xong mạng này nhanh đấy. Đây. Hết một lượng cũng rất là nhỏ. Bitcoin này. Đây. Phí hết cũng tương đối đấy, cũng nó không nhiều, nghĩ là không nhiều đâu. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ chuyển từ MUSDT mà lại chuyển đến MRI luôn. Sau đó thì nếu mình sẽ chuyển sang Bitcoin. Cũng sẽ mở contract ra. Biết đâu tương tác bằng này sau còn ăn retro của kiểu nào thì sao. Thực ra thì cái này nó rất là hên xui nhá. Nếu như mà chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề xa hơn nữa. Rồi. Tiếp tục là mất phí này. Mất phí trên mạng Merlin Swap. Chờ một chút. Con này như chưa có token quản trị mạng. Khi anh em trải nghiệm những cái mạng mới mới kiểu này ấy, thì anh em sẽ có cơ hội nhé. Bởi vì là con này nó chưa có token quản trị mạng thì rất là có thể là trong tương lai nó sẽ có những cái cơ hội dành cho anh em. Sau khi swap một lúc thì hao mất 2 đô. Tổng kia là mất 4 đô. Đấy. Chia sẻ rất thật lòng cho anh em luôn. Rồi, mình swap lại, swap sang. Bây giờ mình sẽ kết nối ví và chúng ta sẽ hoàn thành các cái bước còn lại. Sau khi làm xong nhiệm vụ này thì anh em hoàn toàn có thể cầu lại nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể cầu lại, nhưng mà tốt nhất là cứ xác minh ở trên trên này đó, trên Gashi và xác minh ở trong form xong đã. Chuyển mạng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử xem là cái Jackson chúng ta được chưa. 50 đô giá trị MRP đến một số các cái pool. Nó chưa xác minh như này. Đây là cái lần update mới nhất của nó là 21:16 ngày mùng 6 nhé. Đấy, tức là mình hơi trễ một tí, giá mình nhanh một tí thì sẽ được. Đấy, nó vừa update xong. Giờ này thì hơi muộn rồi, thôi được rồi, để mai chúng ta sẽ tiếp tục. Ở cái này trên Gashi thôi, chúng ta vẫn còn form. Các bạn vừa làm ở trên Gashi làm form nhé. Chơi tuần. Rồi đây mình sẽ re-not chair. Rồi bây giờ sẽ là kiếm cái road ở trên Discord. Đây chúng ta sẽ ấn vào set invite nhé. Chúng ta join cái Discord cho mình. Hơi khó đấy, kèo này hơi khó đấy. Hơi khó nhai một chút. Nếu mà không có video sợ là không chắc các bạn có làm chuẩn được không. Làm thì vẫn làm được nhưng mà sẽ mất nhiều phí. Mình thì sẽ cố gắng làm những cái cách nào mà tiết kiệm phí nhất cho anh em. Rồi xong nhé. Giờ bây giờ là chúng ta sẽ ngay lúc này đã cơ nên một OAT rồi này. Nhưng mà ngày mai ấy, chúng ta xác minh được xong cái này ấy, các bạn được claim thêm một cái OAT nữa thì cứ claim tạm một cái OAT cho mình nữa nhé. Cứ claim tạm một cái đó. Còn một cái nữa thì mai anh ta tính tiếp nhé. Mai anh ta claim tiếp. Rồi ở đây thì chúng ta nhớ là các bạn còn tiếp tục còn cái này nữa, còn cái form nữa nhé. Các bạn điền email, điền username Twitter và chúng ta sẽ gửi cho nó cái participation các bạn tham gia ở trên Merlin Swap. Đấy, thế thì nhiệm vụ chúng ta ở đây thì các bạn có nhiệm vụ là follow Menim này, retweet cái post notary post này. Rồi cái này thì chắc là username thôi, chúng ta sẽ gửi username. Đây mình sẽ làm cái phần này nhé, chúng ta sẽ copy cái phần này này, trích dẫn phần này này,
đăng. Giờ các bạn có thể ấn về từ nhà. Trong phần này thì các bạn copy phần username cho mình paste đây này. Email các bạn điền dòng này nhé. Do chính sách cộng đồng nên mình không có share được cái phần email. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ gửi địa chỉ ví EVM mà các bạn. Cái mà các bạn đã tham gia vào hoạt động Jackson ở trên Merlin Swap. Này, chúng ta paste phần địa chỉ ví vào đây. Và các bạn gửi form nữa sau nhé. Còn nếu mà anh em mà chúng ta cầu lại nhé thì cần đảo chiều cầu thôi. Chúng ta đảo chiều cầu, chúng ta các bạn chọn cái số tiền. Sau đó thì các bạn sẽ có thể là cầu lại. Hiện tại thì nó đang bị kiểu gì nên là bây giờ nó không cho cầu sang. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang là WBNB, WBTC, hy vọng là được. Không được. Có thể là cũng không thể đẩy lại được. Không vấn đề gì cả, mình sẽ thử reload lại trang Marine. Không phải không ha. Rồi. Đây mình còn bỏ dư ra cái chỗ này đi. Không có cầu nối cross-chain thì mình sẽ tìm cái năng thần này nhé. Mình thử tìm ra một cái mạng khác như là ví dụ Optimus sẽ có được không? Chuyển sang BNB chain cũng được. BNB thế này. Không có. Số tiền tối thiểu cho cái cross-chain cái này nó là 0.0099. Rồi mình sẽ xem một cái khác nữa nè. Các mạng kia thì không có. Giờ Arbitrum cầu nối này không hoạt động rồi. Đấy, chúng ta có thể là kiểm tra xem Blade xem nào. Rồi, mình sẽ dùng cái cầu khác. Nếu mà trong trường hợp các bạn dùng OKS không được, chúng ta có thể dùng cầu trực tiếp Meson, hoặc là ở đây mình sẽ dùng để chuyển từ BBTC ra nè. Đấy, cho phép này anh em này. Đó, tức là các bạn có thể chuyển sang B Bitcoin B sau đó các bạn chuyển Bitcoin B sang BNB thì chúng ta chuyển lại được nhá. Nhá. Thì nó cũng rất là dễ thôi. Đó. Thì cái này thì mình sẽ có 3 phần hướng dẫn cụ thể cho anh em ở trong cái phần này, không cần dùng đến cầu Meson trực tiếp luôn. Để đây các bạn dùng cái này thì nó sẽ rất là tiết kiệm phí cho anh em. Rồi ok. Ok, vừa rồi thì admin đã hoàn thành xong video hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta tham gia vào chuyện Alok với dự án Merlin Swap. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.